luyện viên Trussi, nhiều cầu thủ không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam nhưng tôi vẫn gọi, vì... Hôm nay 5 tháng 6, huấn luyện viên Philip Trussi có buổi họp báo trước thềm đợt tập trung tháng 6 của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp đã lý giải về mục tiêu của đợt tập trung này, đánh giá sơ bộ về năng lực và kỳ vọng đặt lên cầu thủ, đặc biệt ở nhóm tân binh mà ông tạo điều kiện. Thử nghiệm và thử nghiệm. Trả lời báo chí, ông Trussi cho biết, sắp tới, cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sẽ trải qua hai nhiệm vụ rất quan trọng. Đối với đội tuyển Việt Nam, đó là những trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 khởi đầu vào tháng 11 tới. Từ nay cho tới lúc đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 đợt tập trung trong quãng FIFA Days vào tháng 6, 9 và 10. Còn với U23 Việt Nam, vào tháng 9, sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Để chuẩn bị, chúng ta chỉ còn một đợt tập trung tháng 6 này để rèn luyện họ mà thôi. Tôi có trách nhiệm huấn luyện cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Đó là lý do tôi gọi tổng cộng 58 cầu thủ và triệu tập đồng thời cả hai đội ở đợt tập trung này. Về mặt hành chính, tức là danh sách cầu thủ, để thử nghiệm tối đa số tuyển thủ quốc gia, tôi đã gọi 34 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam và 24 cầu thủ cho đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên về mặt chuyên môn, cả hai đội chia sẻ chung ban huấn luyện, có điểm chung về lối chơi và tổ chức đội hình. Do đó, hai đội sẽ tập chung với nhau ở tất cả các buổi tập. Với thời điểm hội quân của cầu thủ, họ chủ yếu hội quân trong 3 ngày là 5, 6, 7.6 tùy thuộc vào lịch thi đấu của họ ở đội bóng chủ quản. Ngoài ra, với các cầu thủ đá hạng nhất, họ sẽ tập trung muộn hơn, vào các ngày 9 và 10 tháng 6. Với hai cầu thủ đang đá ở Hàn Quốc và Nhật Bản, họ sẽ tập trung vào khoảng 12 và 13.6. Đây cũng là hai cầu thủ tập trung muộn nhất. Huấn luyện viên Trussi nói tiếp, từ hôm nay ngày 5 tháng 6 cho đến khi kết thúc đợt tập trung vào ngày 20/6, tôi chia quãng thời gian tập trung thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tôi tóm tắt bằng từ thử nghiệm từ ngày 5 tháng 6 đến 12 tháng 6. Đây là giai đoạn tôi rèn luyện cho cầu thủ về nguyên tắc lối chơi và phương thức vận hành mà tôi mong muốn. Giai đoạn 2, kéo dài từ ngày 13 tháng 6 đến 20.6, đây là thời gian để các cầu thủ thi đấu với tổng cộng 4 trận. Sau thời gian thử nghiệm, tôi chia hai nhóm. Nhóm 1 sẽ đá trận gặp Hồng Kông ngày 15 tháng 6 tại sân Lạch Tray, Hải Phòng và gặp Syria ngày 20 tháng 6 tại sân Thiên Trường, Nam Định. Nhóm 2 đá trận câu lạc bộ Công an Hà Nội ngày 14 tháng 6 và câu lạc bộ Hải Phòng ngày 17 tháng 6. Để giải thích về lựa chọn sân bãi, tôi muốn nói lý do chủ yếu thi đấu ở đây là lựa chọn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhằm chia sẻ cơ hội theo dõi đội tuyển Việt Nam ở các trận giao hữu với khán giả ở các địa phương này. Với vai trò huấn luyện viên trưởng, tôi chọn tập trung đội tuyển Việt Nam ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, vì ở đây có cơ sở vật chất tốt nhất, nhờ vậy phục vụ tập luyện hiệu quả nhất. Tôi sẽ chọn lọc đội hình 1 cho trận đấu gặp Hồng Kông, trong khi đội hình 2 sẽ đá với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau đó đội hình 2 này sẽ xuống kết hợp với đội hình 1 nhằm chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Hải Phòng, rồi sau đó tôi lại đánh giá sàng lọc để chọn đội hình đá với Syria tại Nam Định. Thể hiện tốt ở câu lạc bộ thì chưa chắc phù hợp với đội tuyển quốc gia. Bên cạnh việc ưu tiên cho những gương mặt dày dạn kinh nghiệm và đang thể hiện phong độ tốt tại V-League 2023, huấn luyện viên Trussi cũng mở rộng danh sách để trao cơ hội cho các nhân tố mới, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Thành Long đang chơi rất thăng hoa trong màu áo câu lạc bộ Thanh Hóa, hay như Bùi Văn Đức của câu lạc bộ Hà Tĩnh, cầu thủ người Mường được biết đến với lối chơi đa năng và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Bên cạnh đó, nhân dịp FIFA Days, huấn luyện viên Trussi cũng triệu tập 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài trở về tham gia đội tuyển. Đó là Quang Hải, câu lạc bộ Pau Fan Club, Pháp, Văn Toàn, câu lạc bộ Seoul Ellen, Hàn Quốc và Công Phượng, câu lạc bộ Yokohama Fan Club, Nhật Bản. Ông Trussi tiết lộ, tôi gọi cầu thủ theo nhiều tiêu chí. Với nhóm 1, tôi tôn trọng các cầu thủ có kinh nghiệm và vị thế, từng khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều lần. Do V-League không có nhiều trận và không diễn ra liên tục thời gian qua, nên tôi quyết định nhóm 1 gồm các cầu thủ nhiều kinh nghiệm với nhiều hơn 10 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam ở trận chính thức. Nếu dựa theo phong độ hiện tại ở câu lạc bộ, nhiều cầu thủ ở nhóm này không xứng đáng được triệu tập. Nhưng do gọi 34 cầu thủ,
nên tôi gọi đông cầu thủ để tạo ra sự so sánh, qua đó vẽ bức tranh toàn cảnh về năng lực cầu thủ. Nhóm 2 gồm các cầu thủ chưa bao giờ hoặc ít được đá ở đội tuyển Việt Nam. Tôi theo sát màn thể hiện của họ ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, thể hiện tốt ở câu lạc bộ thì chưa chắc phù hợp với đội tuyển quốc gia, với những gì tôi đặt ra và yêu cầu. Họ có đáp ứng được không thì phải chờ tuần tập luyện tới đây. Họ phải học cách vận hành, thể hiện trách nhiệm, khát khao, đáp ứng tiêu chí tôi đề ra. Để nói họ phù hợp không thì phải chờ thời gian thử nghiệm tới đây. Ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam cũng có một số sự vắng mặt đáng tiếc là tiền vệ Hùng Dũng, mới trải qua phẫu thuật ruột thừa. Văn Đức, chấn thương, Văn Quyết, nghỉ thi đấu do đang chịu án treo giò. Ngoài ra, khán giả hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến sự trở lại của những tên từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam trước đây như Trương Tiến Anh, Lâm Ti Phong, Triệu Việt Hưng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ hôm nay 5 tháng 6. Tuy nhiên, do nhiều cầu thủ vẫn vướng lịch thi đấu tại vòng 11 V-League, nên phải đến ngày 7 tháng 6 huấn luyện viên Chu Xi mới có trong tay đầy đủ lực lượng. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai 6.6 tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, Hà Nội, sau đó đến ngày 13.6 sẽ di chuyển đến Hải Phòng để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Hồng Kông vào ngày 15 tháng 6 tại sân Lạch Tray. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.